Chào mừng Chắc anh là em phải đến với để kênh con này Nguyễn chuẩn Huy bị luôn Hân đi, rồi Video. sáng rồi dạng nó chụp Hôm ảnh nay giới đi thiệu với anh em rồi kèo solo của chú Thành và chú Hoàng. Đổi kèo lại chú Thành chấp 20 điểm đánh 100 gửi 130 nhé anh em. Trận đấu này được quay tại bàn bi-a của A Quán, mời anh em theo dõi trận đấu. Vậy sao quyết định đi? Ép tim tao kìa. Có nhiêu vậy? Gì? 30, 44, 45. Vì nó chạy sao nó làm nó gù 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 á. Mới độ còn chơi là còn trả chứ sao? Bây giờ đúng không, mới đẩy sáng rồi chứ năm ông thấy người cũ mà đẩy quá cái ông chơi bị chùi nữa. Trời ơi, nói chung là không có, nó bị bụi ở đây giờ chạy năm đó, thấy không, có chủ bạn hay rồi đó. Rồi em sao cũng được, dễ lắm. Bệnh miệng lại. Ho quá là bệnh miệng lại. Ráng ăn gì? Ráng ăn nha. Chấp nó 20 điểm nặng quá. Không gài tao quýnh nó không có được tập trung, nó hình như sao á. Cái thằng quay phim nó cáp chứ, tại vì nó biết nó có cái gì bển không mà nó cáp. Hai tiếp bỏ luôn đi mời, hai tiếp bỏ luôn ha. Rồi hết chơi luôn. Làm gì đây? Gà độc quá vậy. Đứng rồi nếu hùa xếp đi già đi tự sát không chơi. Cái mới đến xếp bị già thua cái móc cái lưỡi làm ra làm hết hộp á. Hai gửi luôn. Quá trời đen. Có đi cạo râu rồi cần cho nó bóng lại cho đẹp trai chứ nó, là vô nó hàng mà lại chứ cho nó lại vô nó cạo rồi. Trời ơi trời tuột kìa. Quýnh 6 bằng đẹp dữ à. Chạy đạn 6 bằng mà chạy đạn luôn nữa đó. Cái sao? Vô ăn cơm nước thì sao đi học con. Tốt lắm rồi. Dư rồi. Tốt rồi. Bao chúng luôn á. Thả mày. Hôm nay chấp 20 điểm thả phải không? Thánh thần ơi là trời, quýnh ra tao lại tao luôn rồi đó. Rồi không đánh mình đánh.
Dạo gà gì cũng quýnh cho hụt được á. Nhắm nhắm cho cố. Đẩy cơ dữ vậy. Ừ, cũng như đẩy cơ dữ vậy. Khó à, da khó nè. Khó nè. Ba. Tao nói khó cho tao cũng đâu nói khó hụt đâu. Gì ăn trái cây vô mở tủ lạnh lấy gì tao gọt sẵn để trong tủ lạnh á, chém muối chấm luôn á. Mở tủ lạnh có chém muối chấm luôn anh quầy. Đem ra đây anh em ăn đồ chơi. Buồn. Năm. Quá khó. Nhân quan trái cây rồi cân. Ăn nhắm tại không? Không đi ra. Thôi đi, ngồi ăn nổi đi. Thì ra cái cơ này cũng biết quýnh ba văn vậy. Chỉ có bàn bia của Hoàng Úc mới có quýt gì thôi. Hoàng Úc dở thiệt, mình ra kéo dữ trời. Thế chú bằng gầy. Ai gửi luôn. Hử? Ừ? Ta mở rộng đi môn đi. Chỗ đâu để mở rộng. Ba. Bốn. Thả mạnh gì được, thả nhẹ là coi chừng đó. Góc mình thấy. Vâng. Đó. Đó để không? Và vâng. Năm. Hả? Ai biết em sao cũng được chứ, em dễ lắm. Trở cách đó khó thôi chứ em dễ. Quanh ghim ghim có ghim hết luôn. Đó. Sao? Nãy giờ quýnh không có người mở con đèn người ta không hay. Rồi ánh sáng âm thanh đầy đủ hết trơn rồi. Vậy quá dở. Ly này đi trong á, ly tao ly đầu hoàng á. Ờ à, ly của tao á. Cái gì nữa đây, cái gì nữa đây?
Kinh. Nó sắp gì đó. Có. Có gầy, vô cứu cái này qua gầy. Không có tay nữa. Bắt gạch ông nội. Cà ghê chứ, quýnh cà ghê mà không cà ghê. Cái đó quýnh cà ghê mà tay lên quýnh thận nổi. Một. Trời ơi trời, quýnh gì chấp 20. Hai. Anh gây thì thiệt tình chứ, bồ nhà của em không mà bữa nay thua để thừa anh đó nè. Hai điểm. Nóng rồi đó, chọc cho ông nóng đồ lên. Quýnh qua quýnh, thế đi. Mình quýnh giả anh cu lê đi. Bốn. Anh đó em. Năm. Sáu. Sáu điểm. Bảy điểm. Bảy điểm. Trời ơi dữ trời. Bi bóng nhẹ kéo mà kéo của đó dư phải rồi. 7-13. Trời ơi. Năm. Sao? Bảy. Trời ơi trời, kéo cho Bi kìa. Lãng chứ. 7-26. Đá hên. Không đá. Một. Gia gì đó mà đi kéo nhẹ vậy mà nó thiếu rồi lãng chứ. Chung dữ vậy ta. Đá chúng nè. Chơi đừng có nó nghỉ à. Một tép. Mới 14 hai mấy rồi anh ơi. Ba quýnh. Quýnh vậy mà còn khóc còn than nữa đó. Lấy đêm chấp rồi. Hai. Trời ơi trời, bây giờ ba ốc khỉ của cái gì đó trời.
lại đi chứ. Quấn quấn rồi quấn đốc khỉ chú chúng mà nó thả hột trái luôn đó. Năm. Sáu. Chủ yếu cho no chứ đỡ thiếu à. Dạ. Dạ thiếu, kéo thiếu, thiếu. 2 với 1 là 3. Đây chú. Ông chú. Ờ đây tao mới chơi rùa. Ông chú chết luôn. Đây tao mới chơi rùa. Ba gửi. Chúng lấy chứ. Mà tao quýnh đường rõ ràng. May mắn thôi chứ ai đâu quýnh canh đá rùa không nội. Bây giờ giờ làm độc nha. Ba tép gia vị mà hụt được á, quá khéo. Ba gãy luôn đi. Bốn. Trời ơi, vô hình này coi sao quýnh. Không quýnh không gán chứ sao giờ. Ủa anh ta. Cú lê, cú lê. Bốn. Năm. Trời ơi. Quýnh gì mà kéo dở thiệt tình ta. Không được. Rửa xanh luôn là được. 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 Cá không? Thả. Chủ bàn thả rồi. Kệ. Ai thả thì mình quýnh.
4. Năm. Nó ngon chứ bà, vừa tầm giật luôn. Nó không thà giật dư bỏ. Thế thà. Trời ơi, trời, sao mà không nổi vậy nè. Tao không để về. Thì quá xôi. Rồi sao? Sao nhiêu? Vô băng. Nói gì đó Phong Di mà làm hết hồn hoài gì. Ăn rồi. Ai nói ăn? Kìa không? Lê cũng trúng lên. Yêu cô Lê hơi chỉnh. Quá chỉnh luôn. Ở ngon chú ơi. Ờ. Chịu gì nổi với chú tôi. Ông độ chú tôi. Chú yếu mình vô mình làm bia cho chú bắn thôi. Nãy là nghe nói nào đó, quýnh đồng còn chưa chắc nữa, rồi chắc 20 đó. Bốn, bốn không? Bốn. Bồi bản mấy ăn nha. Đi ra đoạn vậy đó. Cho chú đi trước đó. Năm. Đúng gì cút xe không trời. Còn trẻ còn còn sức. Sao? Bảy. Tám. Quá gom. Gom ghét vậy đây. Trời ơi kéo kìa. Mệt đó hả chú? Được á, kéo nhẹ nhẹ. Vậy hả? Tụt hoài. Tưởng đâu chú mệt chú không nổi hết chứ. 54. Bộ quá, nãy giờ tiền nhiều quá. Mệt chứ, tính ra đi hoài phải mệt chứ. Không, tao đi hoài. Ê. À. Dở có khác ha. Đâu cá này trô trắng trắng chạy qua chạy lại cũng không giò gà ốc khỉ nữa rồi chứ gì nữa. Khác á. Không điểm. Tao quấn kéo kéo trắng vô thì trắng chạy qua chạy lại qua lại. Không điểm. Đúng rồi. Trốn gì đó, lẽ không trời. Khi dễ quắn dữ vậy mới bị da đúng không chú? Năm điểm. Quân đá mới tay chơi luôn. Tư băng mỏng chúng rồi. Năm điểm cho dễ quá dễ. Cho có gì đâu ăn ta đang gáp mấy chục mà. Quá khét. Điểm. Không khét sợ giống quýnh với chú. Ta đâu khen mày đâu à. Sáu điểm. Bảy điểm. Tám điểm. Chín.
Đá trúng nè. Đá trúng nè. Quá wow, chủ bàn kéo quá, kéo nhẹ mà phê cuồn cuộn. Chính điểm. Chính nữa. Trời ơi, để trên đầu không có phê đó. Vô cái làm con tụt. Một gãy đi. Quá xúc xích. Đúng chút nữa. Trời ơi. Rồi kéo đó. Thấy không? Trời ơi, xui. Ổng cơ kéo chứ mình đâu có cơ kéo đâu. Lấy gạo. Lấy gì? Ba. Dữ vậy ta. Dạ quấn sao mà sắc kẹt luôn hay vậy. Một điểm. Quá kéo. Không để cho chủ bàn này kéo mới được. Chủ bàn này kéo quá kéo. Một gãy. Không có phê mà dưng trời. Không biết có phê luôn á. Tại nó vô không nghe gốc chúng á. Rồi ông chú không gáy được bao lâu. Một với một là hai. Bốn mốt, bốn tám hả? Ờ, cô xé gió quá mà. À. À, cái này hên quá ha này. Đẹp kìa, 4. Đẹp chứ đó, quýnh đẹp chứ không phải là hay, 4. Lâu lâu quýnh được trái đẹp vậy đó. Năm. Chút xíu nữa chúng cờ ghê đã đẹp luôn, thành đủ ba băng luôn á. Phải không Quang? Không. Quýnh đường đâu chúng kỳ vậy? 5 với 31. Ghê vậy anh Chéo? Quá liếc. Gán mệt. Bởi vòng chơi nhà để hết trơn luôn phải rồi. Giải tỏ trơn luôn, biết gì đó. Dở đi á. Không biết. Có bên đó là về đi. Hình như về khúc trên không, khúc bên mình chú không có không chú Thành? Ừ, trên.
đi chơi rồi khúc trên nó đi chơi không? Không biết có làm cái cầu không, không biết nữa. Nghe nói nữa nó bỏ cầu thế lại không biết có. Chỉ nghe nói thôi, chừng nào nó thực hành đi mình mới thấy mới biết. Chầm chầm quấn. Chuyện đó chuyện của nhà nước đâu phải chuyện của mình đâu. Đúng rồi, chừng nào làm đúng muốn bắt cây cầu đó gửi 10 năm nữa. Mày dở cây cầu á. Mà cái cầu cái chỗ đó mà nó mắc mớ gì mà nó phải dở. Dở cây cầu đó nữa sau này khúc đó bụi hiu luôn. Cũng đó hết làm ăn luôn á. Hiu vậy. Nghèo thêm ngày nghèo thêm đó. Quýnh sao khéo dữ vậy ta. Nè, da này cũng dễ trúng nè. Nè dễ. Ba rồi. Không thành công. Hai nữa, bam ba. Gì đây, gì đây? Gì đây? Chú ý ý tao kéo được gác nữa chứ ý ý mà sao quýnh lỏng lỏng cái tay cái gì đó. Chú ơi, chú ơi. Chú về đây chơi rồi. Ăn đi quán ơi, thả tao hoài mày. Thả đâu thả con quýnh hết nổi rồi đó. Trong thời gian con quýnh không được, chú gán đi đi. Để hồi con tỉnh là xong chú đó. Vậy sao? Thiệt. Yếu luôn. Trong thời gian con đi không được, chú gán chú đi đi. Để hồi con tỉnh là chú xong đó. Một. Nhà nó hầm hề thấy ghê quá. Nó thiệt chứ hầm gì. Ba. Trời ơi, này nước mỏng còn hơn tôi nữa. Đúng vậy. Quá. Xét quá mát vô chúng mới nổ. Trời ơi. Quýnh da riết nó dở từ giò gà áo khỉ quýnh hụt hết trơn. Rồi ra miếng đi em. Nữa hả? Nữa hả? Ở ra chút xíu rồi kéo dư cũng trúng nữa. Thì gì? Thì tao nói rồi kéo dư cũng trúng mà. Tao nói trước chứ bộ. Rồi xong. Đúng rồi, chơi manh manh vô đây nè. Năm. Những ngày em quýnh không được nha. Đâu.
phải. Rồi xong. Quá say. Mười bảy. Trời ơi, con Bi bậy rồi. Thôi gặp bạn lại chú ơi. Mười chín. Bảy mươi chín. Vậy cũng học nữa đó hả? Học chứ, cũng dễ học chứ. Chứ đó quá khó mà, đâu có dễ. Ôi trời. Đá trúng nè. Bình thường xin lỗi nha năm. Đúng rồi, đá trúng mà. Sao? Xin lỗi rồi, mình biết rồi. Cái này quá nhiều cái rồi. Nhiều con bầu.
Đồ hồi quýnh con đá chúng là trúng rồi. Hên lắm mới trúng chứ. Bảy. Tám. Chín. Thận về luôn. Ừ thì đó phải thận về rồi đó. Ở hên cho hên luôn. Gì nó về ông ngoại. Ê ê xin lỗi, hai trái 11. Nó chơi đâu, tao đâu chỉ mày quýnh mấy đường đó đâu. Trời ơi, chúng gì ngùa hoài vậy trời. Hay với trời gì chết rồi. Dễ canh lắm sao. Mười ba. Mười bốn. Quá trời của con ở đây á. Trời. Xui ha. 14 93 93 97 phải 39 nữa. Quá hết. Trời ơi, trời cộng tóc đàn bà nữa chút mày. Này chú quýnh quá hết. Nhờ bắt được mấy chi đực đó ăn. Mà chưa ăn đâu, chưa đủ điểm. Hai đó 39. Bây giờ. Đẹp luôn, 93 luôn. Thiếu luôn rồi. Vừa nhắc rồi. Cứ thật chẳng đi đây rồi. Đẹp không? Mình đủ chạy là chúng ba băng luôn rồi. Ừ. Nữa hả? Ừ. Ừ, không có nói gì đâu. Chúng ăn chứ. Nó thiếu ba băng rồi. Ở bởi này ông kia thấy ông nhịp dò không vậy trời. Nóng dư trời. Quýnh hồng nóng luôn á. Cũng mơ. Trời ơi, đi cái đường gì lò ngộ quá vậy. Một ghế đi. Mày học theo tao cái gì, tao mới cái y gan như mày vậy đó. Một. Gì mà nó đi lên luôn, không cọ không quẹt gì chân. No.
quýnh trái đầu xuất sắc, trái thứ hai dư luôn. Không được. Quýnh một tên, 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 trời. Một với một gãy là hai. Ba. Chín sáu bà nội nó quýnh một cái gì phẩy phẩy không. Em cứ bước đi. Trời trời nó dở. 6 điểm. Quá sát luôn. Bốn. Đâu? Thiếu rồi. Lẻ hai. Chui nữa, chúng nhít, chúng nhít, chúng nhít, chúng nhít. Đúng, cái bi ra nó hụt đó. Tại hơi gió đó, quýnh mạnh quá hơi gió đó. Ừ. Có không? Một tiếp. Trời ơi, chú bi rồi nè. Quá khó. Đây.
chùi bì. Ba. Cái bây giờ nước mỏng chứ gọi quên. Quýnh hụt trái chúng. Nước hụt trái gì đó, nhà là nó xuống là trúng liền. Năm. Bao chúng. Đấy. Vậy nóng dữ vậy ta. Dạ. Còn mấy điểm nữa đủ rồi chú. Trời ơi, dở dữ rồi trời. Đâu quá phải thấy. Một tiếp đi. Thành đánh nha. Bị mấy nhỏ nó quấn quá rồi ơi. Bị mấy nhỏ nó quấn quá rồi. Cái cũ mà. Một tiếp, một tiếp. Đi phế, phế đâu? Tôi phế đây luôn chú. Thấy có phế không? Có. À, dưới mát. Okay. Phế đi con. Mấy ly vậy chú, con Dương làm cho. Tôi đi trên núi. Không có trên núi chú ơi, có cà phê trà đường được không à? Nước ngọt. Trên núi luôn. Không có trên núi trà trà đường, miếng chanh được có. Lít tông nữa đó. Lít tông hai lít tông với cái gì đó. Bốn đi ăn mấy ông kia uống gì? Vậy? Cà phê. Hai cà phê, hai chai lít tông. Rồi hai cà phê. Trung hành. Trời ơi.
hên, trúng hên. Nó uổng á, nó uổng á. Đó đó, quýnh nó lấy mép đó rồi. À, ngồi đây nè. Ba. Ba thằng nào ra cao nó lo. Uống. Năm là có hai gãy nghe chú. Gì hoài vậy trời, thấy hay cho mình thêm trái nữa. Giờ tới một kẹo rồi chứ. Sao nhăn em không em? Nó đốt cái nó vô cái xong lên rồi. Ừ. Chục sáu, chục còn sáu, chục còn bốn, chục còn ba, đúng không có gì hết trơn, gì thế giờ, tào lao gì đó. Nằm đó vậy. Đi xui. Đấy. Để sẵn với chạy cái gì nào. Xong lên. Trời ơi quá mỏng rồi. Quá uổng. Thôi giờ đây đang khó đó. Nè su bi quá. Này đúng su bi luôn. Thank you.
Giết hết mực luôn hả dì? Chết. Nó ổn vậy thì ghê thiệt tình, nó ổn. 4 là 20. Hả? Còn 30 với còn 61. 3 bị xui quá. Đang 5 năm. Đang 5 năm. Thua. Biết thua hả? Giờ này biết thua muộn đúng rồi. Đúng chứ. Biết thua là muộn rồi. Chứ giờ vô vậy bị vậy luôn nó mà tụt. Mất tập trung chứ trời. Dễ bị đá quá. Quýnh chung cái quýnh vàng tài quá. Dư. Nó uổng quá. Chiếu đi. Chiếu nữa. 23. Rồi. Giờ này chứ ngon cái áo kỹ đi. Nó chưa tháo cái máy mà về gì. Nó còn treo cái máy nhà kìa. Trời muốn đi ra chứ muốn tụt hết biết hay thì chết ba đó. Còn hở quá hở. Tại cái lỗ đó mình thiếu đó. Trời ơi trời sẽ không nổi luôn. Nhiều rồi, 97 mấy rồi. 9709 hả? Đá lại dạ. Rồi, đâu mà hên hoài vậy? Chưa đủ hả? Trời mà chứ muốn ăn quá rồi được. Con máy với con máy. 200 con hết xui. Hết xui. Mạnh. Trời xui dữ vậy trời. Hai điểm. Ba điểm. Úi trời ơi, trời ơi, tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Yeah.
này thì khó hụt rồi. Rồi rồi trời ơi, băng bi luôn kìa. Úp đẹp. Dạ, vừa quýnh buông ra lá ngay, buông ra lá ngay, ngổ trời. Bi đã quýnh sao không vừa ra cho Bi quýnh cạo cỡ gì cũng ngay. Da cua lê chút xíu nữa là mệt nó luôn. Chúng ta đã học thua. Anh Tám lấy gì làm tay quýnh đây? Không có tay quýnh chồng quýnh không được. Gắn xiết cho đủ cho mấy ông này quýnh đây. Vậy hả? Lẻ 4 hả? Đi xuống mé chỗ cái bụi đó cũng được rồi, không có thì đi vô nhà cũng được. Ừ. Đi anh qua không đó. Thôi đi ra. Chú hộ con. Vậy. Máy lại. Mới 4 hả?
Có lẽ nào. Tụt luôn rồi kìa trời, thả kìa trời. Anh có làm được không? Đó, ông cái gì mà ngay với cái chỗ gà. Sáu thua là cái này rồi, Dĩnh thua. Đó, được rồi. Cơ hội không đó. Rồi té. Đúng rồi. Hết cà phê cái gì vậy? Cà phê gì vậy? Chúng nó gãy rồi sao chúng nói. Tiếng gửi 30, 40, 46 rồi. Có 3 rồi hả? Không lẽ cũng chở lắm rồi. Thôi giờ ai ai quýnh nổi không vô. Không nổi đợi mày. Nhiêu anh? 46 nghìn, 45 nghìn em ơi. Một với một là hai. Bao nhiêu điểm ạ? À? Còn 4 điểm nữa hả? Đụng với nào cũng thua chứ, tại đụng gì cũng thua, mà đụng với trọng cũng thua, mà đụng với đó cũng thua nữa. Không phải quấn lắm giả rồi, nó nghĩ chơi mà. Đừng quấn ba băng nữa. Quấn ba băng lại là quấn này hư chứ. Tao bị hư quấn ba băng tao quấn này hư. Sao không có ngày nào không quấn bển. Trời ơi, thiếu. Đi nãy giờ quá trời xui luôn. Chúng á về được giống xui luôn. Về luôn à. Mời. Da cái trời chứ bây da vậy nó quấn vậy đó. Quấn gom vậy nó thiếu thiếu chứ sao giờ. 11. 89. Bây giờ hết sức ngon quấn vậy đó. Một gửi là hai đó nha.
hai chục, uống lên là hai chục rồi. Rồi còn uống nữa rồi. Đi hai tầng uống rồi. Uống ba bằng ba. Ông đầu phương nữa. Thôi gỡ em nhé. Ồ, thôi đúng tầng luôn. Thầy uống kèo gì đây? Năm một gái để cho ông già này. Hai người mới đúng. Một được rồi. Sao? Rồi, đổ. Trong luôn. Trận đấu đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé.